Rồi xin chào anh em, thì chào mọi người đến lại kênh của Nam. Thì hôm nay là Nam sẽ có một cái sản phẩm mới để mà quay review cho mọi người xem và tham khảo. Thì trước mặt mọi người đang là những cái thùng mâm mới vừa về của thương hiệu X1R. Thì cái này á là Nam sẽ có tổng cộng là 6 màu cho các anh em có thể lựa chọn, là màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu xám và màu vàng đồng với lại màu xanh. Đó, theo thứ tự từ bên phải qua bên trái. 6 màu để cho các anh em có thể dễ dàng lựa chọn theo màu xe luôn. Và đặc biệt á là cái mâm này á là size bản nhỏ, thì nó là 1.4, 1.4 ở phía trước và 1.6 ở phía sau nha, dành cho chúng ta 50. Thì cái này á, đằng trước của nó là nó sẽ có 4 lỗ. Đằng trước của nó là nó sẽ có 4 lỗ. Và phía sau của nó đó là cái mâm sau nó là 4 lỗ luôn nha. Đó, một điều cũng khá là đặc biệt. Thì các anh em á đi cái mâm muốn đi mâm chính hãng X1R á, về cái độ bền nó cao. Nhưng mà mâm xe nhỏ thì chúng ta có thể lựa chọn đi cái dòng mâm này. Thì cái này nó cũng giống như là thằng Racing Boy vậy đó. Đó, nhưng mà Racing Boy nó chưa có cái size này nha, chỉ có thằng X1R nó có size này thôi. Nó 1.4 nè. Bản mâm rất là đẹp, 5 cây. Màu sơn của nó rất là đẹp nha. Nhìn nó cũng giống màu sơn của Racing Boy luôn. Thì cái này á, các anh em đi phía trước là 1.4 nè, phía sau là 1.6. Cái cặp mà Nam đang quay là màu vàng đồng nha. Thì nó có sẵn bạc đạn ống chỉ cho các anh em luôn. Đây, bạc đạn ống chỉ nè. Đó, thì phía trước á, là chúng ta sẽ lắp như zin, lấy cái dĩa 4 lỗ chúng ta bỏ vô và xài. Thì cái lưu ý là cái mâm này á, là nó sẽ không tặng kèm đĩa nha mọi người. Phía trước là chúng ta sẽ thay một cái dĩa 4 lỗ nè. Đó, và phía sau, phía sau thì cái mâm của nó đây, cái mâm sau màu trắng nè, cái mâm sau màu trắng đó. Thì cái này là chúng ta sẽ dùng cái dĩa của chiếc 135 chúng ta bỏ vô xài ha, dĩa X1R hoặc là dĩa 135 đó. Đó là phía trước. Thì cái này ở phía sau á là do 4 lỗ cho nên là chúng ta sẽ được tặng kèm là một cái cục canh, cục canh này theo mâm, theo mâm luôn. Còn cục canh bên kia á, là chúng ta sẽ dùng lại như zin. Canh bên đây là zin. Còn khi mua mâm á, là mâm sẽ tặng kèm một cục canh này để chúng ta bỏ vô đây và chúng ta xài. Đó, lắp hoàn toàn như zin khi mà có cái cục canh này nha. Thì mỗi cặp mâm mà chúng ta sẽ được tặng kèm một cục canh. Đó, dĩa thì dĩa là dĩa sau là của 135, chúng ta bỏ vô là chúng ta xài thôi nha. Và phía trước là chúng ta đi dĩa 4 lỗ của 150. Đó, thì nó có tổng cộng là 6 màu. Nên sẽ quay trượng cảnh cho người xem. Thì đây là cặp màu đỏ nè. Đó, màu đỏ nè. Đó, màu đỏ nha. Rồi, ở đây là cặp màu trắng nè, trắng sữa. Trắng sữa bóng. Đó. Và tiếp theo là màu đen. Đó. Đen bóng. Đen bóng. Và kế tiếp nữa là Nam sẽ có một cặp là màu xám. Đây, màu xám. Đó. Cặp này là nó chính xác ra là màu bạc thì đúng hơn, nhưng mà là xám nha mọi người, màu bạc. Cặp này là xám bạc đó. Đó, màu này nó rất là đẹp luôn. Và tiếp theo nữa là màu vàng đồng. Đó, bóng nè. Và tiếp nữa là cặp màu xanh. Đó, màu xanh. Thì sẽ tùy theo là các anh em đi thêm màu xe gì chúng ta đi, có thể đi cái màu đó nha. Rất là dễ luôn cho các anh em hãy lựa chọn. Phía sau và trước đều có bạc đạn ống chỉ. Và bên đây là chúng ta sẽ xài lại cái cùi zin. Đó, xài lại cái đùm zin luôn. Đó. Lưu ý là có cục canh là sẽ tặng kèm nha mọi người. Đó. Thì cái cặp này á, trong tầm giá của nó thì nó rất ok. Nó tầm khoảng 1.9 triệu một cặp. Cho các anh em có thể dễ dàng lựa chọn nha. Một cặp trước và sau. Đó. Thì tất cả đều là hàng chính hãng của X1R. Còn bây giờ Nam sẽ cho mọi người xem cái chi tiết của cái bản mâm đi. Này, thì ở trên cái cây mâm á, là nó sẽ có một cái tên thương hiệu nè. Đó, X1R nha. Đó, Nam tháo ra cho mọi người xem luôn. Đó. Lắp là như zin. Ở trên này thì nó có để là 1.4 nè. 1.4 nhân 17. Còn phía sau là 1.6 nhân 17. Phía sau là 1.6 nè.
này là xe vỏ không luồng các bạn ơi. Đó, 1.6 nhân 17. Đó. Thì cái anh em hồi xưa giờ đó là chúng ta đi mâm NK đồ không? Nói chung những cái mâm thương hiệu gọi là nó không có tiếng bằng X1R. Thì bây giờ đó là X1R nó đã có. Và khi mà X1R nó ra thì nó sẽ có là một cái chế độ bảo hành của nó là rất là ok các anh em. Về bông chốc sơn hay là mâm bị van ha. Thì ví dụ như là chúng ta mua mới mà nó bị van mâm hay là nó bị gọi là đang đi mà bị bong chốc sơn gì đó thì chúng ta sẽ được bảo hành. Đó rất là ok các anh em luôn, yên tâm mình sử dụng một cái thương hiệu gọi là nó rất có tiếng nha. Thì giá một cặp này á dự kiến là 1.9 một cặp. Giá rất là rẻ luôn, các anh em có thể yên tâm dùng trong cái mức giá đó. Thì khi mà thương hiệu Racing Boy nó lên giá tất cả đều lên khoảng chừng 2 triệu mấy đến 3 triệu đồng. Thì bên cạnh đó thì vẫn có những cái mâm như thế này, vẫn là hàng chính hãng. Đó. X1R với Racing Boy là 1.9-1.10, nhưng mà cái tầm giá này 1.9 thì anh em có thể dễ dàng mà lựa chọn. Đó, màu thì có rất nhiều màu các anh em đi, hàng chính hãng. Rồi thì các anh em nào cần thì có thể là ghé cửa hàng mình để xem trực tiếp hoặc lắp ráp. Đó thì Nam sẽ hướng dẫn thêm cho các anh em. Còn anh em ở xa thì có thể gọi điện thoại để mà đặt hàng thì Nam sẽ gửi hàng tận nơi cho các anh em luôn. Số điện thoại của Nam là 090 234 8441 nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.